Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 10 tháng 5 2023 chúng ta đang có mặt tại Viện Bồ Đề Phật Quốc, lớp Cao đẳng Phật học. Chúng ta tiếp tục học kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm cao trạng. Và thưa với đại chúng, hôm nay là buổi học cuối chúng ta nghỉ Phật đản. Quý vị mừng không? Thôi tha cho thầy. Một trăm mấy chục bài của ba lớp, em nhìn em cũng ngán rồi. Thưa quý vị, thầy có nhìn sơ qua cái phần cuối này rồi, thì do đó là thầy thấy không có gì gọi là phải quan trọng hết. Thì ngày hôm nay chúng ta thảnh thơi thôi, coi như tôi và quý vị cùng đọc lại kinh thôi. Rồi chúng ta hẹn sau Phật đản chúng ta qua cuốn mới đi ha. Cuốn này về nhà quý vị tự đọc đi. Một số cái bản kinh nó rất là dài, nó cũng chỉ là truyện kể lại nội dung thôi. Thì thôi ngày hôm nay quý vị cùng đọc với thầy tới những cái đoạn nào đó rồi cho nó dễ. Còn riêng lớp kinh A Di Đà thì rất là dễ thương, 13 câu hỏi pháp đàm. Tính ra là quý vị không bằng lớp sơ trung đẳng nha. Đây, sau trung đẳng 2 tiếng sau là người ta có câu hỏi rất là good luôn á. Thầy rất là bất ngờ khi mà thầy dạy kinh A Di Đà mà lại lóe ra được 13 câu. Mà thầy rất là surprise. Nó ngoài cái sự tưởng tượng của thầy. Mà các vị đã đặt những câu hỏi rất là good. Như đó là pháp đàm. Hình như thầy nhớ tuần trước thầy có nói với quý vị đặt câu hỏi phải không? Dạ. Chúng ta rất là dễ thương, thầy không nhận được câu nào hết. Trong khi lớp kinh A Di Đà là 13 câu. Và chắc chắn là những người nào mà đặt câu hỏi như vậy là được một điểm cộng trong bài thi rồi. Chỉ cần đặt câu hỏi thôi đó. Đấy. Rồi ai muốn học 2 tiếng sau thì welcome to sơ trung đẳng kinh A Di Đà. Rồi hôm nay chúng ta trở về trang số 440, kinh số 4. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây. Ồ, xin lỗi quý vị, phải thầy xin lỗi quý vị, phải bản kinh này không nhỉ? Kỳ trước mình học tới, ồ thầy xin lỗi, kinh số 3 và kinh số 4 quý vị. Trang 438 ha. Kinh số 3, tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Ni Câu Loại, giữa những người họ thích cùng với 500 đại tỳ kheo. Bây giờ có hàng ngàn người thuộc hào tộc của họ Thích Ca đến chỗ Đức Thế Tôn, đến nơi họ đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ những người họ thích bạch Phật: nay Ngài nên làm vua cai trị nước này, để dòng họ chúng ta không bị mục nát, không để ngôi chuyển luân thánh vương đến Ngài thì đoạn diệt. Nếu Thế Tôn không xuất gia, Ngài sẽ là chuyển luân thánh vương ở trong thiên hạ, thống lãnh bốn châu thiên hạ. Có đủ ngàn người con, dòng họ của chúng ta nổi danh khắp nơi rằng chuyển luân thánh vương xuất hiện trong dòng họ thích. Vì vậy Thế Tôn hãy làm vua cai trị, đừng để lòng vua dứt mất. Thế Tôn bảo, nay ta chính là thân vua, còn gọi là Pháp Dương. Vì sao vậy? Nay ta hỏi các ngươi, thế nào các vị họ thích nói rằng chuyển luân thánh vương là có đầy đủ thất bảo, ngàn người con trai dõng mãnh? Nay ta ở trong 3000 đại thiên sát độ là tối tôn tối thượng, không ai có thể sánh bằng thành tựu bảo bảy giác chi, có vô số hàng ngàn người con là các thanh văn hầu quanh. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ này: ngôi vị kia làm gì được rồi sao lại mất? Ngôi này tối tôn thắng không tận cùng khởi thủy, chiến thắng không thể đoạt, chiến thắng này tối thắng, Phật có vô lượng hành, không giấu, ai thấy giấu. Cho nên, các vị thích chủng hãy tìm phương tiện cai trị bằng chánh pháp. Các vị thích chủng phải học những điều này, như vậy, các vị thích chủng sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì nội dung bài kinh này muốn nói là cái gì? Các vị này muốn mời thỉnh Đức Phật ở tại đời làm vua, với góc độ là chuyển luân thánh vương. Nhưng mà thật sự Đức Phật không có con. Nhưng mà có nhiều con không quý vị?
cho đến thời điểm này thì nói đơn cử là Việt Nam mình thôi, gần 60.000 tăng ni trên tổng số dân số Việt Nam mình là 90 triệu người, thì tăng ni là 60.000 vị rồi quý vị. Này thì số lượng con đông không ạ? Đấy, ủng hộ chi đâu phải là một chúng, có hai chúng xuất gia và chúng tại gia. Đây quý vị là Phật tử, là con Phật nữa. Thì thưa với quý vị, giáo lý của đạo Phật thống kê theo Đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc gần nhất thì Phật giáo đã có mặt trên 200 quốc gia ở các vùng lãnh thổ khác nhau. Và hàng triệu triệu con người đến từ các pháp môn Thiền Tông, Tịnh Tông, Mật Tông, nhưng đều thờ một Đức Phật, Thích Ca là bản thể. Và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta hạnh phúc. Sắp tới đây là chúng ta kỷ niệm mừng Đức Phật đản sinh. Đây thường là tháng 5 này nè, là Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thường tổ chức vào tuần lễ thứ 2 của tháng 5. Nó cũng gần với lại Mother Day của mình ha. Tuần này phải không ạ? Đấy. Thì Đại lễ Phật đản Vê-sắc Liên Hiệp Quốc là một trong những lễ tôn giáo vì hòa bình cho toàn thế giới mà 23 năm về trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận. Chúng ta cảm thấy mùa Phật đản là mùa mà hàng triệu con tim hướng về Ngài Đức Phật đản sinh và truyền thống tam hợp thành đạo và nhập Niết Bàn, để chúng ta cảm thấy rằng cứ mỗi một năm chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội dưới bất kỳ tổ chức hình thức sinh hoạt ở Việt Nam, ở hải ngoại, ở các quốc gia. Cho dù có khác nhau về văn hóa, chính trị và tất cả những điểm dị biệt đó, nó không ngoài những cái sự giá trị tương đồng là trái tim mình hướng Phật mà thôi. Thì cho đến thời điểm bây giờ, thầy nghĩ rằng trong thế giới vô tung Niết Bàn thì Đức Thế Tôn vẫn cảm thấy hoan hỷ, bởi vì Ngài đã sanh thân đã tận, phạm hạnh đã thành, suốt 80 năm hiện hữu giữa cõi đời, gần 50 năm truyền bá chánh pháp. Những bước chân của Ngài đã lưu dấu nơi lưu vực sông Hằng, là một trong những hình ảnh sống động nhất, để rồi hơn 26 thế kỷ qua, hàng ngàn tăng ni, hàng triệu Phật tử vẫn noi theo gương hạnh sáng đẹp thiện lành của Ngài để tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Người nào hướng về ngày lễ của Đức Phật mà có sự rung cảm trong trái tim, có sự rung động, thì mình biết rằng trái tim mình gần với Phật. Mình phải biết ơn Phật. Thưa quý vị, lần đầu tiên khi mà thầy nghe cái câu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về ba phép trở về nương tựa, cái tự nhiên mình rung động trong người. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Trời, mình nghe nó linh thiêng quá. Từ xưa tới giờ không ai đưa đường chỉ lối cho mình mà cảm thấy vững chãi, an lạc, thảnh thơi, giác ngộ, khai sáng như Đức Phật. Thì mình biết rằng cái căn lành mình lớn. Khi mình đọc cái câu kinh Phật mà mình cảm thấy mình rung động á, là mình phải biết rằng là trí tuệ, căn lành mình trồng sâu. Còn có những người đọc như cưỡi ngựa xem hoa vậy đó, nó không có tác dụng gì hết. Thì coi chừng là người đó mới vừa bén duyên với giáo lý Đức Phật thôi. Còn người nào mà đã có cái thiện căn sâu dày thì chắc chắn rằng khi đọc lại những khuôn vàng thước ngọc, những lời đạo đức của Đức Phật, là tự nhiên trái tim quý vị nó có sức cảm ứng đạo giao lớn. Do đó những bộ kinh này nè, quý vị không cần phải đọc nhanh, quý vị đọc chậm rãi, từng chữ, đọc đi đọc lại nhiều lần nó cũng sáng lên nhiều cái. Bởi vì cái tuệ giác của mình nó bị che lấp bởi bụi. Quý vị thấy không, giống như kiến xe hoặc là những cái dụng cụ trong nhà phải lau quét hàng ngày. Mình để là nó bám bụi, và mỗi một lần mình lau quét như vậy là tự nhiên trí tuệ nó bừng sáng. Mà sự giác ngộ nó không có hẹn giờ với mình. Giống như thầy kể về mẫu chuyện thầy A Nan khi mà kiết tập kinh điển, quý vị thấy tới đúng cái thời điểm đó là tự nhiên ngài A Nan chánh niệm tỉnh thức,
chứng quả liền. Còn suốt cả cuộc đời của thầy Anan thị giả hầu cận Đức Phật, nghe chỉ mà nghe thôi, chứ chưa có thực tập. Cũng giống như cái muỗng nó nằm trong cái tô súp vậy, nó không hề biết vị là gì. Đến một ngày nào đó chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải tiếp xúc với sự sống, chúng ta phải ứng dụng cái pháp đó trong cái đời sống hàng ngày, thì tự nhiên cái pháp đó mới là của mình. Hiện giờ mình đang đọc pháp này trên sách vở, qua cái não trạng, qua a lại gia thức, qua cái mạt na thức, nó trở về tâm thức của mình. Nhưng mà nó cũng chỉ là phần ngoài thôi. Bây giờ mình phải thực tập nó, ứng dụng nó, hành trì nó, cảm nhận nó thì mới giác ngộ nó được. Thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta hãnh diện khi có một người cha lành mà mỗi lần chúng ta tụng kinh, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, đấng pháp dương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại. Thì cái câu mà cha lành chung bốn loại để trả lời cho cái câu hỏi này, Đức Phật mặc dù không lập, xin lỗi, không có phải quá đắm mến về cuộc sống của thế tục để cái việc duy trì nói dõi tông đường, nhưng Đức Phật đã làm nói thạnh dòng thánh, hàng ngàn con người đã đắc được thánh quả, hàng triệu con người đã bị quy kính tam tôn và đã xây dựng một cái đời sống tâm linh rất là hiền thiện. Thì quý vị thấy không, mồi đèn chánh pháp đó nó có tắt ở đây không? Nó còn miên viễn gọi là truyền đăng tục diệm cho đến hàng triệu triệu kiếp sau. Rồi chúng ta bước sang kinh số 4 ha. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi đó có một tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ tỳ kheo kia bạch Phật: có sắc nào mà thường còn không biến dịch, còn mãi ở thế gian cũng không di động? Có thọ tưởng hành thức nào cũng thường còn không biến dịch, còn mãi thế gian cũng không di động? Thế Tôn bảo: này các tỳ kheo, không có sắc nào mà thường còn không biến dịch, còn mãi ở thế gian cũng không di động. Cũng không có thọ tưởng hành thức nào mà thường còn không biến dịch, còn mãi ở thế gian cũng không di động. Tỳ kheo: nếu có sắc này thường còn không biến dịch, còn mãi thế gian, người phạm hạnh không được phân biệt, hoặc thọ tưởng hành thức tồn tại ở mãi thế gian không biến dịch, người phạm hạnh không được phân biệt. Cho nên các tỳ kheo, vì sắc không thể phân biệt, không còn mãi thế gian, cho nên phạm hạnh mới được phân biệt diệt tận gốc khổ. Cũng không có thọ tưởng hành thức mà còn mãi thế gian, cho nên phạm hạnh được phân biệt để diệt tận gốc khổ. Bây giờ Đức Thế Tôn lại lấy một ít đất bỏ lên móng tay rồi nói với tỳ kheo kia: sao, tỳ kheo, có thấy đất trên móng tay này hay không? Tỳ kheo đáp: dạ vâng, Thế Tôn, con đã thấy. Phật bảo tỳ kheo: nếu có sắc chỉ nhiều ngần ấy mà thường hằng tồn tại ở thế gian, người phạm hạnh không thể phân biệt được sự diệt tận khổ. Cho nên tỳ kheo, vì không có sắc ngần ấy thường tại nên có hành phạm hạnh để diệt tận gốc khổ. Sở dĩ như vậy, tỳ kheo nên biết, xưa ta từng làm đại vương thống lãnh 4 châu thiên hạ, dùng pháp để trị hóa, thống lãnh nhân dân 7 báo đầy đủ. 7 báo là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo. Tỳ kheo nên biết, vào lúc bấy giờ, khi ta làm chuyển luân thánh vương này, thống lãnh 4 châu thiên hạ, có 8 vạn 4.000 voi thần, voi tên bồ hô, lại có 8 vạn 4.000 xe có gắn chim long báo, có xe dùng da sư tử phủ, có xe dùng da chó sói phủ, thải điều treo tràng phan lộng cao, lại có 8 vạn 4.000 đài cao rộng, giống như chỗ ở của thiên đế, lại có 8 vạn 4.000 giảng đường, giống như pháp giảng đường, lại có 8 vạn 4.000 ngọc nữ giống như thiên nữ, lại có 8 vạn 4.000 tòa rộng lớn thải điều được cẩn bằng vàng bạc 7 báo, lại có 8 vạn 4.000 y phục trang sức đều là màu sắc đẹp mềm mại, lại có 8 vạn 4.000 đồ đựng thức ăn uống bao nhiêu hương vị khác nhau. Tỳ kheo nên biết, bây giờ ta cởi một con voi lớn màu trắng tinh, miệng đẹp, có 6 ngà, trang sức bằng vàng bạc để có thể bay đi, cũng có thể ẩn hình hoặc lớn nhỏ, voi tên bồ hô. Ta bây giờ cởi một con ngựa thần, lông đuôi màu son đỏ, khi đi thân không lắc, thân trang sức vàng bạc, có thể bay đi,
cũng có thể ẩn hình hay có thể biến lớn biến nhỏ, ngựa tên Mao Vương. Lúc bấy giờ ta sống tại một lâu đài trong số 8 dạng 4.000 tòa lâu đài cao rộng. Lâu đài này tên là Tu Ni Ma, hoàn toàn làm bằng vàng. Bấy giờ ta nghỉ đêm trong một giảng đường tên là Pháp Thuyết, hoàn toàn làm bằng vàng. Ta đi trên một chiếc xe có gắn chim long báo, xe tên Tối Thắng được làm toàn bằng vàng. Ta dẫn một ngọc nữ theo bên mình, sai khiến cũng giống như chị em ta, ngồi trên một tòa có số 84.000 tòa cao rộng, vàng bạc anh lạc không thể kể xiết. Ta mặc bộ y phục mềm dịu giống như thiên y, những thức ăn ta ăn có như vị cam lồ. Vào lúc ta đang làm chuyển luân thánh vương, có 84.000 voi thần sáng nào cũng kéo tới ngoài cửa thành, gây hại rất nhiều không thể kể xiết. Lúc đó ta nghĩ thế này: 84.000 voi thần này sáng nào cũng đi tới ngoài cửa thành, gây hại rất nhiều không thể kể xiết. Nay trong ý ta muốn chia thành hai phần, 4.000 sáng nào cũng đến nghinh giá các tỳ kheo. Bây giờ ta nghĩ thế này: xưa ta đã tạo phước gì mà nay được oai lực này? Cho đến ta lại nghĩ, do ba nguyên nhân khiến ta được phước lành này. Những gì là ba? Đó là huệ thí, nhân từ và tự thủ hộ. Huệ thí là gì? Tức là đem trí huệ cho người khác, đem sự hiểu biết cho người khác, hiển bày những giá trị chân lý. Hiện giờ thầy đang thuyết pháp cho quý vị, thầy đang làm gì? Một phần của huệ thí, tức là đem cái sự hiểu biết của mình chia sẻ với người khác. Quý vị cũng làm công tác này được, quý vị cũng có thể làm việc này được. Mình về nhà mình dạy con cháu mình biết ăn hiền ở lành, ăn chay niệm Phật, bố thí, phóng sanh, làm phước. Thì quý vị giúp cho họ có một hướng đi sáng đẹp, giúp cho họ có một cái trình độ Phật Pháp tương đối, biết những cái điều lành, tránh những điều dữ, đem đến sự trí huệ, không đưa đến sự mê mờ, đem đến sự chánh tín, không đưa đến sự mê tín, đem đến cho họ có một niềm tin vững chắc về những giá trị đạo đức để ứng dụng trong cuộc đời. Cha mẹ còn tại thế, dương cam chỉ cúng dường. Cha mẹ không còn nữa, đức hạnh phải noi gương. Trong suốt thời gian mình sống gần cha mẹ, mình học được những bài học, kinh nghiệm sống quý giá, những giá trị đạo đức tình thương, thì mình thừa hưởng từ cha mẹ ông bà, rồi mình dạy lại con cháu mình cái truyền thống tốt đẹp đó. Tổ tiên công đức ngàn năm thịnh, con cháu thảo hiền vạn đời vinh, thì tự dưng mình đem đến cho họ một cái con đường đi mới, một cái sự sáng đẹp. Thầy đơn cử giống như mẹ thầy ngày xưa, của 30 năm về trước, bà làm cái mì căn kho rất là ngon. Mà thầy nhớ hoài, mỗi lần thầy về là bà đều làm món đó cho thầy ăn. Rồi xong rồi, thầy đi quảng cáo hết cho cả tộc họ của thầy luôn. Rồi cái công thức đó, tất cả mọi người ứng dụng đều kho cái mì căn đó, ăn cơm bao ngon luôn vậy đó. Thế là cứ mỗi ngày rằm mùng 1 là họ nhớ tới ăn chay, là họ nhớ tới mẹ thầy. Và họ lại mua mì căn về họ ăn. Và họ đã làm cái công việc đó. Thì lúc nào thầy cũng gặp mẹ, thầy nói con cảm ơn mẹ. Nhờ cái công thức nấu ăn của mẹ mà mẹ đã giúp cho mọi người cảm thấy rằng ăn chay là ngon. Cảm thấy rằng ăn chay ngày hôm đó là mình không có sát sinh. Ngày hôm đó mình tâm từ mở ra, nỗi đau khép lại. Mình không ăn mặn là mình có trí tuệ. Mình không giết hại chúng sinh. Nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Tất cả mọi người đều ý thức được tình thương có mặt trong những bữa ăn, mà thức ăn ấy không não hại đến đời sống của muôn sinh và hữu tình. Mình ăn để mình nuôi lớn thân và tâm mình chất liệu từ bi, và tránh cái quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chỉ có cái ăn đó thôi mà đã tạo nên một cái tuệ giác rất là lớn. Muốn trở thành bậc thánh thì ngưỡng cửa đầu tiên là chúng ta tâm từ phải mở ra để nỗi đau khép lại. Mình thương được chúng sinh thì mình mới lên được những cái cảnh giới cao thượng. Thì quý vị thấy nó ngay cả cách ăn thôi mà giúp cho họ có một cái sự sáng suốt để tránh cái quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Thì thầy nghĩ rằng là trong cuộc sống quý vị, cho đến thời điểm này quý vị đã học tới lớp cao đẳng rồi, thì quý vị phải có những cái cuốn sổ mình ghi chú riêng
những cái pháp hành nào hay mình phải ghi lại. Lỡ một mai mà vô thường đến sao quý vị? Những người còn lại, người ta mở lại những cái sách vở của quý vị ra. Đây là những bài pháp không lời. Đây là những điều mà người ra đi đã để lại cho người ở lại. Ba của thầy có nguyên một cái tủ sách rất là to. Mà ông già thầy rất là hay. Ông già, cái quyển sách nào mà cầm lên mà thấy nó bóng loáng là ông già chê. Tự bay hình như không có đọc sách. Tự bay phải đọc như cha nè. Đó, lúc nào cũng có bút highlight hết á. Ông thích cái đoạn nào là ông đè lên cái đoạn đó. Và ông hay quá là ông ký chú luôn. Sợ con mình, những người sau đọc cái từ đó không hiểu. Ông hiểu được, ông lấy cây bút, ông giải thích trên đó luôn. Thì cái người sau đọc tới cái đó khỏe không? Rất là khỏe. Không cần phải tra nữa. Quý vị vô cái trang quảngdức.com hoặc là một số cái trang thư viện hoa sen.net á, thì quý vị sẽ thấy rằng là những cái cụm từ đó nó có thể cần mình click vào trong cái từ đó là nó định nghĩa luôn. Nó như một cái từ điển online vậy. Thì cha của thầy đọc quyển sách cũng vậy. Và có những cái ông cần phải giải thích thêm, cái ông cắt một cái tờ giấy nhỏ thế này, ông in vô đây luôn. Do đó là ai đọc tới cái chỗ đó không hiểu là cứ ngó lên trên. Thầy cho rằng có người đọc sách thay mình, và mình đọc lại những cái đó từ kinh nghiệm của họ. Quý không quý vị? Tốt vô cùng. Quý vị cứ nghe đi nghe lại nhiều lần. Thầy biết rằng kinh A Di Đà hoặc là một số bản kinh khác mà trên trang của Viện Bồ Đề Phật Quốc cũng có các thầy giảng rồi. Và thầy cũng phải nghe lại từ họ chứ. Đó. Và sự khác biệt của mỗi một người trình bày sẽ là cơ hội quý giá cho quý vị có tầm nhìn tốt hơn. Sự học hỏi lẫn nhau. Do đó, Đức Phật mà thành tựu được những oai lực vừa được nêu là do nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã thực hành huệ thí, ban bố cái trí huệ, sự hiểu biết của mình cho người khác. Do đó là cái sự phát triển về tâm linh, tuệ giác, trí tuệ bừng lên đó biện tài. Cái sự mà ăn nói lưu loát, cái sự mà trình bày mạch lạc khúc chiết, cái sự mà chia sẻ Phật Pháp đến mọi người mà ai cũng có thể lắng nghe hiểu được, là mình phải biết rằng người đó có một cái chiều sâu tâm linh, có một cái khoảng thời gian nghiên cứu tầm cầu, học hỏi, ứng dụng, và người đó là một trong những người mình đáng được thân cận. Quý vị có phước rồi, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm, học hỏi là phước đức lớn nhất. Còn muốn gì nữa? Ở các quốc gia, nhất là những vùng sâu, vùng xa, tội nghiệp lắm quý vị. Tôi dạy quý vị ở đây mà tôi thương đó. Chứ ở dưới quê không có dạy cao gì nữa. Ở dưới quê quý vị thấy đó, họ trồng cây, rồi cái trình độ hiểu biết, khả năng, nhận thức họ vẫn còn thấp. Học mấy tử này học không vô. Do đó là giảng cho các vị đó là phải kể chuyện, phải nói những điều trong cuộc sống hàng ngày nhẹ nhàng thôi. Khuyên họ tu là phải vui, tu là bớt phiền não, tu là nhìn góc độ tích cực, và phải tin vào tha lực của Phật. Vậy là họ khoái. Còn mình nói cái gì mà cao siêu quá có đôi khi là vô không nổi. Nhưng mà cả quý vị là không có nói thấp được. Quý vị là phải tư duy nhiều hơn. Thầy nói một là quý vị phải về nhà phải suy nghĩ thêm. Có những cái thầy nói trên lớp đâu có đủ đâu. Nhưng mà cái sự học hỏi lẫn nhau qua cái phần mà giao lưu về câu hỏi này là thầy cảm thấy rất là good. Thầy mong rằng là bắt đầu học kỳ sau là tôi sẽ một tháng là ai không gửi câu hỏi cho tôi là coi như là người đó chưa có tương tác với thầy. Phải học vậy thôi. Và nhờ quý vị đặt câu hỏi như vậy, thầy lại sáng ra. Chứ một mình thầy ngồi thầy soạn thì nó chỉ nằm trong cái phạm trù tư duy của thầy. Đâu biết quý vị không hiểu cái gì. Rồi, như vậy để có được trí tuệ thì chúng ta cần phải học hỏi rất là nhiều. Học từ mình, học từ mọi người. Chứ đừng bao giờ tự vỗ ngực xưng tên là tôi giỏi rồi, tôi number one rồi thì tôi coi ai không ra gì là không phải. Tư tưởng của nhau học là tam nhân đồng hành,
tức hữu ngã sư yên, tức là ba người đi trên một đường thì chắc chắn một trong ba người đó cũng có người là master của mình thôi, thầy của mình thôi. Như đó một cái sự khiêm hạ tôn kính như vậy thì mới học hỏi thêm được giáo lý. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta đi học Phật pháp, giống như cái ly là phải đổ nước hết thì nước trà mới rót vô cái ly quý vị được. Còn quý vị giữ cái ly đầy thì sao? Không ai đổ vô được hết. Do đó là quý vị phải buông xả, không có giữ bất kỳ một cái gì trong người mình. Tịnh hóa thân tâm, gạn đục khơi trong, cho cái não mình nó sạch. Thì bây giờ mình đặt mình là người chưa biết gì thì mình tiếp nhận, khoan dội phân biệt, khoan dội kỳ thị, mình cứ nghe đi. Rồi từ từ mình về rồi mình kiểm định lại, cái nào tốt mình lưu trữ, cái nào không ổn thì mình cứ loại trừ. Con người ta dễ bị bản ngã, xúc chạm, tự ái. Và chính vì vậy mà chúng ta khó tiếp nhận được. Ngày xưa đó thầy cũng từng rơi vào cái trạng thái giống như vậy. Mình nghĩ rằng mình giỏi, do đó mình cứ khư khư vào cái giáo trình của mình là number one thôi. Ai dạy gì là mình không thèm nghe. Mình mất cơ hội. Bởi vì dưới góc nhìn của Phật giáo á, thì cái sự hiểu biết về chân lý nó khác nhau ở góc độ. Mặc dù ánh sáng mặt trời như vậy thôi, một cơn mưa cây lớn hút nhiều, cây nhỏ nó hút ít. Cái sự trình bày hiểu biết đa phương diện, chúng ta có thể hiểu từ những cái góc độ khác nhau. Người kỹ sư họ học Phật pháp góc độ khác, người ca sĩ học Phật pháp ở góc độ khác. Người ca sĩ người ta có thể mang lời ca tiếng hát, chuyển tải những ngôn ngữ Phật pháp trong đó, chứ đâu cần phải ngồi thuyết như mình ấy. Có những bài lão lớn tuổi ở dưới quê hỏi Bồ Tát Quan Âm là gì? Dạ con không biết giải thích nhiều, nhưng mà con hát tặng thầy Quan Âm cứu khổ. Thì rõ ràng người ta không giải thích được, nhưng mà cái bài hát đó người ta nghe hoài rồi, nhưng mà không ngờ rằng cái bài đó có chuyển tải được đức hạnh Bồ Tát không? Trời ơi, tại sao mình phải khi người ta? Rồi con hát xong bài là thầy hiểu con biết Bồ Tát Quan Âm rồi. Thì rõ ràng chúng ta sẽ cảm thấy rằng đó là một cái khía cạnh mà người ta tiệm cận với Phật pháp ở góc nhìn của âm nhạc. Hay chứ quý vị? Dạo đài có nhiều bài hát hay lắm, để bữa nào thầy sẽ gửi cho quý vị. Giống như ngày hôm qua thầy nghe một cái bài pháp của thầy Minh Niệm. Thì trong lúc thầy Minh Niệm giảng thì có một cái nhạc khúc được trình bày là Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Ô, bài hát hay vô cùng. Thằng nào tôi thuộc là tôi hát cho quý vị. Ở đây kể những cái góc độ rất là đơn giản, một bài hát rất là ngắn gọn nhưng mà nội dung rất là xúc tích, kể cho mình thấy được rằng một mai tôi bay lên trời, tức là tôi rời khỏi cuộc đời này thì tôi không còn gì hối tiếc hết. Và tôi nhìn lại tôi biết rằng nơi ấy tôi đã sống hết cả trái tim mình, tôi đã sống trọn với tình thương phụng sự độ đời. Hay vô cùng hay. Do đó khi mà mình thấy được giáo nghĩa của Phật pháp, nó được lan tỏa ở các ngành nghề khác nhau, chứ đâu có cần phải đến đây mới gọi là học Phật pháp. Còn mấy bà lão dưới quê bà học Phật pháp bằng cách mỗi ngày bà nghe nhạc thôi. Và những lời ca tiếng hát đó vẫn một phần nào đó giúp cho họ được tăng trưởng những giá trị phước lành. Bởi vì cái sự hiểu biết của họ tới đó, mình không ép người ta được. Giống như bây giờ mẹ của thầy lớn tuổi, thầy mới nói thôi bây giờ mẹ đừng nghe pháp nữa. Bây giờ có viện Bồ Đề Phật Quốc rồi, trung bệnh tuần mẹ nghe con được cũng 3 bài nữa. Không cần nghe nhiều nữa. Có đôi khi bà nghe bà ngủ luôn, không sao. Mẹ nghe con giảng mà mẹ ngủ được là con mừng đó. Chứ con sợ là mẹ ngồi đó là mẹ suy tư nhiều không có tốt. Rồi, cái thứ hai nữa là mẹ lớn tuổi rồi thôi, mẹ niệm Phật thôi là được rồi. Mẹ không cần phải tụng kinh gì hết. Trong đầu mẹ có Phật, bởi vì con biết rằng là lớn tuổi như vậy thì cái trí nhớ mình nó không có sâu. Mình dễ quên lắm. Có đôi khi mình nghe vậy đó, cái hồi rồi gió thổi huy bay hết, không sao hết. Cái đó là do cái thể chất con người của mình. Nhưng mà mình nhớ rằng cái tánh giác của mình nó hay lắm nha. Tánh giác của mình là có thể bất biến, còn thân thể này là bị cái ấm nó che thôi. Nhưng mà tánh giác nó có bị ấm che không?
Giác tính viên minh xưa nay vắng lặng. Giác tính của mình lúc nào cũng hằng sáng hết á. Có chăng là do vì có cái thân này phải khổ vì thân thôi. Còn trí tuệ của mình cứ mài dũa đi, nó vẫn sáng. Đời này huân tu công đức, đời sau tiếp tục phát quang mà thôi. Thì do đó, đối với những người lớn tuổi thì mình thích pháp môn nào mình cứ tu pháp môn nào. Đừng có ép mình. Nhớ ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì cứ đi nghỉ. Đừng có làm quá. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã tu từ trung đạo mà thành Phật, đó là tuệ giác. Rồi thứ hai là nhân từ. Quý vị thấy có những người lớn tuổi nhìn rất là đẹp, phúc hậu, nhờ lòng từ bi thôi. Người nào có tình thương lớn, người nào có bố thí làm phước cúng dường thì gian dung sắc của họ rất là đẹp. Còn có những người nó xin lỗi quý vị nhìn như phù thủy vậy đó. Không, cái này thầy nói thật. Thầy gặp được những con người đó mà thầy nhìn từ xa là thầy sợ rồi. Bữa nào thầy chụp hình cho quý vị coi cái người đó, không lẽ tự nhiên mình đi nói xấu người ta thì kỳ. Mình nhìn ghê lắm quý vị. Nói về nhân tướng học mình không phải là mê tín. Nhưng mà trong cái nhân tướng học nó vẫn có miêu tả những con người thiếu phước như vậy. May mắn là tôi nhìn trong lớp này ai cũng Bồ Tát hết. Có tu là được, có nghe pháp, có hành pháp, có thực tập ứng dụng giáo pháp là tự nhiên ít nhiều là chư thiên cũng âm thầm hộ vệ quý vị. Quý vị nhớ một điều là người có nhân từ là đức trọng rồi. Thì quỷ thần sao? Kinh sợ. Người ta nể phục mình. Còn mình mà không ra gì đó, mình thiếu cái phước thì mình đi đến đâu mình làm gì nó cũng thất bại. Cái thứ ba là tự thủ hộ, tức là biết phòng hộ sáu căn của mình. Tu gì thì tu, mình không có giao phó cuộc đời mình cho bất kỳ ai hết. Tự quý vị phải là hải đảo tự thân, phải là ngọn đuốc tự thắp lên mà đi. Đó là những lời cuối cùng của Đức Phật dạy. Đừng dại dột bán mình cho ông thầy bói. Đừng bao giờ đưa cuộc đời mình vào những thầy phong thủy. Các ông đó làm sao bằng ông Master Thích Ca của mình được. Đúng không? Đức Phật đã nói rất là rõ. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Còn mình mà đưa đuốc cho thầy phong thủy, đưa đuốc cho thầy bói, tôi không biết là đèn gì nó được thắp. Vì hơn ai hết họ có tuệ giác không? Cái sự ứng phó của họ cũng chỉ là sự hơn thua trong phạm trù đối đãi của thế gian mà thôi. Làm sao đốt được nghiệp? Làm sao sạch được sinh tử? Làm sao mà đến được cõi niết bàn? Do đó tự thủ hộ là quan trọng nhất. Dưới bất kỳ hình thức nào, khi mình biết rằng mình rơi vào cái trạng thái lu mờ nhất của tâm thức thì đừng dội dột, dại dột nghe bất kỳ ai. Lúc bây giờ ngồi trước Phật cho thầy, lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, từ từ cái năng lượng nó có lại. Thầy nhiều lúc thầy cũng mệt lắm. Ở Mỹ 3 năm rưỡi nay, tiền lộ mang mang, vị tri hào vãng, nhiều lúc thầy cũng stress lắm chứ. Ở Việt Nam thầy làm được việc nhiều hơn. Mà tại sao mình phải đi đến chỗ này? Mà tại sao mình phải rơi vào hoàn cảnh này? Trời, có những bữa khóc nhiều đêm nữa đó. Nhưng mà cuối cùng sao? Mình tự thương mình. Rồi khi mà mình rơi vào hoàn cảnh đó, mình tìm thấy Phật, rồi từ từ sáng lên quý vị. Mình đâu phải là thánh đâu. Có những lúc mà mình biết mình rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng, nhớ Trịnh Công Sơn cho thầy: tôi ơi đừng tuyệt vọng. Đây là cái nghiệp mà mình phải trả trong cái thời điểm đó, đến cái giai đoạn đó. Rồi tự nhiên sau cơn mưa trời lại sáng. Mình tin vào Phật Pháp, nhiệm màu như vậy. Cách đây 3 tháng là thầy cũng buồn, tại chưa đi dạy. Đi dạy được rồi, bây giờ hết buồn rồi. Quý vị thấy không, 3 tháng nay là trên cái trang Viện Bồ Đề Phật Quốc của thầy là gần 70 bài giảng. Trời ơi, tôi cũng làm được việc quá. Và mình cảm thấy rằng mình yêu đời hơn, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Còn trước đó là thầy thấy thời gian nó buông trôi mà mình không biết mình đi về đâu. Và bây giờ thì good rồi.
Cuộc đời này mọi người đều có những cái khung giờ vàng ha. Không sao, mình còn thở, mình còn nói được, mình còn sống, mình còn hiến tặng bình an cho mình và người, thì quý vị hãy vui đi, mình hạnh phúc nhiều lắm. Thì Đức Phật cũng vậy, chúng ta thấy rằng Đức Phật khẳng định rất là rõ, người ta có những cái phẩm vị cao thượng là do nhiều đời nhiều kiếp người ta biết huệ thí nè, thực tập lòng nhân từ nè, và biết thủ hộ bản thân mình. Đây là những điều quý vị dạy dạy con cái mình được. Mỗi lần Tết nhất hoặc là lễ lược gì đó, bắt đầu các con ngồi lại đây, mẹ nói con nghe, cha thầy cũng vậy đó, sinh nhật lễ đám gì là ổng trước đó nửa tiếng là mời ngồi hết. Là giảng từ trên giảng xuống. Khi mà thầy đi tu rồi đó, thì mời thầy ngồi nghe thôi, và thầy đúc kết. Ông làm từ trên xuống dưới, ở nhà ai cũng thấm nhuần Phật Pháp ha. Phật hóa gia đình. Ba thầy là không có thích những cái gì mà gọi là màu mè. Đi mua cái gì về là ông la, thôi tiền bạc nó quý lắm, đừng có phung phí như vậy, đi cúng chùa hết đi. Dạ xin thưa quý vị, kể cho vui thôi chứ ông già thầy qua đời rồi, một năm rồi. Mình đi làm gần cả ngàn cái đám tang, lo cho người ta chu toàn, mà cha mình chết mình không làm đám ma được, tại thầy còn đang ở bên đây. Thầy định là vài tháng nữa về sẽ làm một cái lễ truy niệm cho ông già, rồi thả cái hũ cốt đó trôi sông. Thì cha của thầy muốn là sau khi mà qua đời rồi thì cứ thiêu rồi thả ra. Nhưng mà rất tiếc là thầy chưa có về được. Vậy đó là ở nhà quyết định lại là chờ thầy về để làm lễ đó. Lúc bây giờ thì thầy nghĩ rằng là chờ thẻ xanh xong rồi em về. Nhưng mà thầy muốn kể là quý vị là cha của thầy đã dạy cho thầy những cái cách sống rất là hiền thiện như vậy. Thì thầy cũng mong rằng quý vị cũng sẽ là những người đạo đức thiện lành, cây cao bóng cả trong gia đình. Và những gì mà mình để lại cho đời, cho con cháu không phải là tiền bạc, mà đó là kinh nghiệm sống quý báu của quý vị. Ở chùa Phật Tổ, cách đây mấy ngày, có một cái anh đó, anh chở người mẹ, anh ở ngoài 90 tuổi rồi. Cha thì chết hồi năm ngoái, còn mẹ thôi. Từ lúc mà ổng đi rồi thì bà vợ ở nhà, bà mẹ đó cũng cảm thấy buồn, nhớ chùa. Rồi hàng tuần anh ta cố gắng anh ta chở mẹ đi. Thầy nhìn thấy được cái sự cẩn trọng trong từng bước đi, hướng dẫn mẹ đi đến chùa lễ Phật như vậy. Vô tình thầy hỏi là anh làm vậy với mục đích gì? Anh ta mới trả lời rằng cha của con ngày xưa trước khi qua đời có nói với con là tội nghiệp. Ngày xưa cha có cơ hội học Phật Pháp, đi chùa nhiều, nhưng mẹ của con thì ở nhà nội trợ thôi, không có cơ hội đến với Phật Pháp. Nếu một mai mà cha có qua đời trước mẹ thì cha cũng hy vọng rằng là con sẽ là người giúp đỡ cho mẹ con hiểu đạo. Cứ chở mẹ đi chùa đi, và cứ nói rằng là đi chùa để hồi hướng phước lành cho cha, là chắc là bà sẽ đi thôi. Rồi nhớ chùa Phật Tổ có quý thầy giảng pháp, chở mẹ vô ngồi nghe, kệ nghe ít nghe nhiều, thà muộn còn hơn không nghe. Đấy. Thì anh ta nói, anh ta rưng rưng nước mắt với thầy. Thầy mới cảm thấy anh này có hiếu thiệt. Anh này, và anh này kể lại như vậy thì thầy biết ông xã của cái người lớn tuổi này rất là tinh ý, quý vị thấy không? Đây là cái cách mà có thể độ bà ta đi chùa. Chứ bây giờ mình đi chùa là bà ở nhà thôi. Thôi thì muộn còn hơn không. Mà bây giờ bà nhớ ổng quá, do đó tuần nào bà cũng kêu đứa con chở đi. Và đứa con thì rất là hết lòng. Thì ở đây thầy muốn nói với quý vị, đừng bao giờ biến những con người chỉ tu có nhiêu đây thôi. Thầy tin chắc là mọi người đang ngồi tại đây đều có gia đình, quý vị về nhà độ lại cho những người đó. Thì khi mình độ lại như vậy là mình đang làm huệ thí. Sao? Tỳ kheo, sắc này thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp: vô thường, bạch Thế Tôn. Nếu vô thường là pháp biến đổi, ngươi có nên sanh tâm này, cái này là của ta, ta của cái này hay không? Đáp: không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức
này là vô thường hay là thường? Tỳ kheo đáp: vô thường, bạch Thế Tôn. Nếu là vô thường, là pháp biến đổi, ngươi có nên sanh tâm này, cái này là của ta, ta là của cái này hay không? Đáp: không, bạch Thế Tôn. Cho nên này các tỳ kheo, những gì là sắc hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, sắc này chẳng phải của ta, không phải của sắc này. Như vậy, giác tri bởi người trí, những gì là thọ hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc xa, hoặc gần, thọ này cũng chẳng phải là của ta, ta không phải của thọ này. Như vậy, giác tri bởi người trí. Tỳ kheo hải quán, như vậy hàng thanh văn, nhàm tởm mắt, nhàm tởm sắc, nhàm tởm thức con mắt, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sanh do duyên thức con mắt, cũng nhàm tởm tai, rồi tới thanh, rồi tới khổ lạc, mũi, lưỡi, thân và ý, cũng nhàm tởm khổ lạc phát sanh. Đã nhàm tởm được giải, đã nhàm tởm sẽ được giải thoát, đã giải thoát được giải thoát, được biết như thực rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bây giờ thì kheo kia được Đức Thế Tôn chỉ dạy như vậy, ở nơi vắng vẻ tự tu, tự tư duy vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ đô tóc, mặc ba pháp y, lìa bỏ gia đình, tu vô thượng phạm hạnh cho đến như thực biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lọc, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Biết như thật, tỳ kheo kia đã thành A-la-hán. Tỳ kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Ở đây muốn nhắc lại một lần nữa, Đức Phật nói về vô thường, thì cuối cùng rồi, quý vị cũng không mang theo được cái gì. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng thế nhân, vạn ban tuyên bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Mình chỉ mang theo hai giá trị thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Nếu như tạo nhiều thiện nghiệp thì mình tái sinh về cảnh giới cao thượng. Nếu như ác nghiệp thì mình sẽ đi đến những cảnh giới khổ đau. Trong cái câu hỏi pháp đàm của Kinh A Di Đà thì có một câu như vậy, thầy muốn nói với quý vị. Câu hỏi đó được đặt ra như vậy nè. Khi chúng ta còn sống thì thần thức của chúng ta biểu hiện qua sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình ý thức được, mình có thần thức, mình ý thức được, mắt thấy cảnh vật, tai nghe âm thanh, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm vị. Vậy thì bây giờ khi chết đi, xác thân tứ đại chỉ còn lại thần thức thôi, bàn bạc khắp mọi nơi trong vũ trụ không gian. Vậy thì làm sao thần thức tụ lại để về cực lạc được? Câu hỏi rất là hay. Theo quý vị, hiện giờ mình có thân nè, thì thần thức nó cùng nương tựa cái thân này phải không? Nó cùng ở với mình, thân tâm nhất như. Khi mình chết đi thì thần thức này rời khỏi xác phải không? Vậy thì ba trường hợp xảy ra. Trường hợp một là nếu như tạo nhiều tội ác thì thần thức đó đi đâu? Xuống địa ngục. Tạo nhiều phước lành có thể đi lên tái sinh ở cảnh giới cao thượng. Và có những thần thức đường trước lờ mờ, lối sau mịt mịt, chưa có phân định rõ ràng là thiện hay là bất thiện, mà trong kinh Địa Tạng nói rằng là chúng ta phải trải qua một giai đoạn nữa, đó là trung ấm thần. Vậy thì trong cái thần thức của trung ấm thần đó, họ có đến được Tây Phương Cực Lạc không? Bây giờ mình phải nghĩ như vậy nè. Cái gì nó cũng có luật của nó hết. Tự do là ung dung trong ràng buộc. Cái gì nó cũng có luật. Bây giờ quý vị thấy Tề Thiên Đại Thánh không? Mình nói vui thôi, mình nói chuyện đời chứ. Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông. Ổng đi mây về gió, ổng cân đổ vân thế này thế nào. Nhưng mà cuối cùng rồi, ổng cũng nằm đâu? Có lọt ra ngoài đây được không? Vẫn nằm trong bàn tay của Như Lai thôi. Như vậy có thoát ra được bàn tay này không? Thần thức của những cái người thấp đó thì giỏi lắm, họ cũng nằm trong tam giới thôi phải không? Có vượt thoát tam giới được không? Làm sao vượt thoát được? Lên các tầng trời mà họ còn lên không được thì lấy gì tới Tây Phương? Phải chưa? Họ chỉ lẩn quẩn ngay chỗ đó thôi. Có những hương linh bị chết vì xe đụng, có những hương linh chết cháy,
Có những hương linh chết vì thuốc độc, vì cắt cổ. Khi họ chết họ có vui không? Lòng oán thù họ còn không? Họ ở đó chứ họ đâu có đi. Phải không? Quý vị để ý đi, quý vị biết liền à. Đâu phải là có thần thức rồi muốn đi đâu đó rồi đi. Đi đâu phải dễ. Và có những nơi vô không được. Quý vị thấy không? Ở các khóa lễ trì kinh đó, là tới phần khai kinh là chư tăng phải sướng một câu như vậy. Vị tác nhân thiên chi pháp lệnh, tung hoành hàng phục hộ đạo tràng, tiếp dẫn hương linh tề nghệ Phật tiện. Mời hương linh vô thì hương linh mới vô được. Chứ đâu phải là muốn đi đâu là đi. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó, phải không? Đó là luật của thế gian. Mình nói mình tự do chứ mình có vô phủ tổng thống được không? Có những cái mình đến được và có những cái không đến được. Do vậy mình phải hiểu rằng đối với những chúng sinh thấp kém thì thần thức mà muốn về Tây Phương là phải có người dẫn. Tây Phương tịnh độ sen vàng nở, linh giả từ đây mở lối về, hoa nở tỏ lòng mừng thấy Phật, muôn đời thoát khỏi các đường mê. Muốn về Tây Phương thì phải ai phóng quang? Nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Không có lối sao mình đi, không có đường sao mình đến. Mình tưởng rằng là thần thức mình có thể về đó, xin thưa, về được không? Khó. Mà những cái chúng sinh mà chưa hiểu đạo thì thần thức họ làm sao? Họ cũng có thể là lang thang đầu gần xó chợ. Bởi vậy mới có cái bài phục nguyện đó. Xe tam thừa lộng lẫy, thuyền lục độ thênh thang, chốn sáu đường dốc ngược đèo ngang, khắp ba cõi sông mê lặng hụp, thảm nỗi oan khiên lắm lúc, các vong linh đã lạc đường sái lộ, kể từ nay được giác ngộ nghe kinh. Chứ tổ mình chế tác ra bài nguyện như vậy để thương cảm cho những chúng sinh thiếu phước, chết vì chính thứ hoạnh tử. Họ đâu có chỗ nương tựa. Họ lang thang cù bất cù bơ, mà thuộc từ Phật học mình gọi họ là gì? Là cô hồn, không nơi nương tựa. Do đó thầy rất là sợ. Có đôi khi khi mà cái thần thức mình rời khỏi thể xác rồi đó, mà mình không có đường đi, mình không có phước báo, thì sao ạ? Là mình cứ lẩn dẫn trong cái cảnh đó thôi. Nguy hiểm. Do đó là phải gắng tu. Rồi, thôi, vậy hen. Gặp lại quý vị trong những bài thi. Ủa, hôm nay nộp cho thầy luôn rồi đó hả? Ok, rồi, không sao, cứ nộp hết đi. À, không sao hết, bởi vì mình còn ngày thứ bảy đang liên quan mà. Dạ, không sao hết, quý vị cứ chuyển cho lớp trưởng hoặc là chuyển cho bộ phận văn phòng. Thì cái ngày cuối cùng là ngày thứ bảy tuần này để mình nghỉ Phật đản á, là thầy sẽ dự cái buổi lễ đó và thầy sẽ chính thức nhận hết toàn bộ bài thi. Để thầy về phân loại ra làm 3 lớp rồi thầy chấm luôn một lần. Chứ bây giờ nhận lát rồi thầy chấm cũng không được. Do đó thầy sẽ lấy cái ngày thứ bảy là ngày cuối cùng đó. Để rồi mình nhận bài rồi mình thi. Thầy cứ nằm ở đây không sao hết. Vô tay thầy là thầy cũng về phân thôi. Rồi thôi chúng ta hồi hướng ha. Hay gì là Phật.